Xin trân trọng xin kính chào quý vị, kính chúc quý vị một ngày mới thân tâm an lạc, vạn sự như ý. Kính thưa quý vị, xảy ra một câu chuyện là rất là linh động mà cũng rất mới quý vị. Thì theo cái lý thuyết ở đời á, thì cái gì thuận á, thì nó tồn tại, cái gì nó nghịch á, thì rõ ràng là sẽ bị là diệt vong. Thì hôm nay chúng tôi lướt qua cộng đồng mạng thì tá hỏa một sự việc là nói về ni sư Diệu Hân. Thì hôm nay mới được phát hiện mà trên cộng đồng mạng đưa tin cô ni sư Diệu Hân này đã có tới là 3 đời chồng. Mà cái lời nghĩa là thú nhận mới đây là người chồng thứ 3 của sư Diệu Hân. Thì đối với người chồng thứ 3 này thì như quý vị đã biết, cái chuyện tình cảm nam nữ thì nó ở chỗ kín đáo, ở phòng the, và cái cách sinh hoạt quan hệ vợ chồng thì tất cả nếu thuận duyên thuận tình thì tất cả đều là một bài thơ đẹp được dệt mộng. Còn những gì nó đã trắc trở thì đó là một nghịch cảnh, đó là một thảm họa mà tất cả người đời đều phải hứng chịu. Thì đây là một sự việc có một nhân vật nghĩa là rõ ràng là nói tự xưng là người chồng thứ 3 đã khai hết toàn vụ việc của ni sư Diệu Hân này với anh chồng thứ 3 này như thế nào. Thì chút nữa chúng tôi sẽ lộ đoạn ghi âm để làm cái bằng chứng xác thực, và chúng ta cùng bình phẩm những gì mà tại sao có hậu quả đến ngày nay như thế. Thì cái rõ ràng là tất cả những gì mà trên đời này chúng ta đã biết từ khi xuất hiện sư Minh Tuệ, thì với là y phấn tảo nhất bát tam y đi hành khất, đi khất thực từ nam ra bắc và từ bắc chí nam, ăn thì chỉ một bữa, ngủ thì nghĩa địa nhà quan. Với những hạnh tu đó thì trong Phật giáo gọi là hạnh tu đầu đà, mà nó đã trái lại với các nhà sư bây giờ thì dùng chùa cao Phật lớn để mà tu tập, mà riêng sư Minh Tuệ là phải đi vất vả khổ hạnh để tìm một con đường giải thoát. Chính là con đường này mà đã làm sáng lên về cái chánh pháp của Phật giáo. Cái chánh pháp đó hiện tại rất có hiệu quả, được nhiều người trong và ngoài nước mến mộ về hạnh tu của sư Minh Tuệ. Thì đó là cái sự đồng tình của một hạnh đầu đà tu theo chánh pháp. Nhưng ai trái lại cái sự ngưỡng mộ này mà có lời phản biện, có lời chê trách, thì nó sẽ có những cái hậu quả mà rất là đắng lòng, thân bại danh liệt. Bởi vì trong cuộc đời này là quý vị sẽ hiểu cái gì thuận theo một số đông, nhưng mà mình phải biết là chánh kiến số đông như thế nào. Không phải là đông là trúng hết, đông là đúng mà người không theo số đông là trật. Nhưng mà thì cái chánh kiến từ chỗ sư Minh Tuệ dùng pháp khổ hạnh để tu đó là cái đúng mà phần đông tất cả những người đã đi theo. Còn những cái không đúng thì bị bài bác. Nhưng mà tại sao chúng ta không bài bác những cái không đúng mà đi bài bác cái đúng, làm cho cộng đồng xã hội
cộng đồng Phật tử phẫn nộ, cũng như là những cái hậu quả mà những người đã phản biện lại chỉ trích sư Minh Tuệ thì ngày nay đã thấy những cái hậu quả. Cộng đồng mạng sẽ moi ra hết tất cả những vụ việc mà những người phản biện nói lên để phản đối sư Minh Tuệ. Thì dầu quý vị trong 10 điều quý vị làm đúng hết, cũng có một điều sai. Nhân vô thập toàn, kể cả quý vị là một nhà tu hành, ngày trước quý vị không biết như thế nào, nhưng mà ngày nay dầu rằng quý vị đã có nói được những bài pháp hay, những hành động tốt, những cái tâm từ bi cứu trợ, nuôi trẻ mồ côi, nuôi người già, nhưng những cái xấu quý vị phải có trong dĩ vãng và trong quá khứ, thì tất cả đều không qua được cặp mắt của người đời như cặp mắt của xã hội. Thì tiếng lành đồn xa, tiếng dữ thì cũng phải đến với quý vị. Thành thử ra những điều mà quý vị nói ngược dòng, chảy theo nghĩa là cái dục vọng, cái bản ngã của mình, tự cho mình ta đây là đúng, mà nói những người khác không đúng, cũng như là chỉ trích đa số phần đông các nhà sư vì coi cái tôi của mình quá lớn, thì cái hiện tại đó đã xảy ra với Thích Chân Quang và nhiều nhân vật khác nữa, thì ngày nay thân bại danh liệt. Thì hôm nay cái sự việc của ni sư Diệu Hân còn tệ hại hơn. Bởi vì ni sư Diệu Hân này không có tiếng tâm gì, chỉ qua là cũng mà trụ trì một cái âm cốc, mà cũng chứng tỏ ta đây có cái tôi là quá lớn, nói rằng là mình tu đã là được đại diện cho mười sư phương chư Phật, rồi được tất cả là những người là ủng hộ mình lại có cái lòng ganh ghét ganh tị với sư Minh Tuệ để mà là phản biện. Thì hôm nay cộng đồng mạng đã moi ra cái sự việc đời riêng tư của cô Diệu Hân này một cách là rất khủng khiếp. Và xin quý vị nghe một đoạn ghi âm sau đây để quý vị biết rõ mọi vấn đề nó như thế nào. Xin mời quý vị nghe. Thì quý vị đã nghe đoạn ghi âm trên của một người gọi là người chồng thứ ba của sư Diệu Hân này. Thì đối với hình dáng của sư Diệu Hân thì người chồng thứ ba này là bữa nay là nhìn không ra, nghĩa là lúc trước thì cô có thể là dịu dàng tha thước như thế nào đó mới là kết hợp lại là rắp nối lại để thành đôi uyên ương chồng vợ, rồi có những phút mà ân ái mặn tình với nhau. Thì hôm nay là chỉ nghe được giọng nói thì người chồng này thứ ba này nhận định ra đây là người vợ thuộc về 5 năm về trước của mình. Nhưng mà hôm nay thì nghĩa là sao con mắt lại hiếp lại mà mặt như là con heo. Rồi rõ ràng những cái lời nói đó thì quý vị thấy là cái tướng pháp của cô Diệu Hân này có đúng gì không? Thì chúng ta nhìn tướng pháp cô Diệu Hân này thì hôm nay là mập ra, mắt hiếp lại. Thì chính người chồng này là cũng thấy rõ như vậy. Rồi nghĩa là kể về cái cuộc tình ngày xưa khi hai người còn ăn ở với nhau,
Thì cô Duy Hân này thì nói là cổ là người tu hành, thì ông người chồng này nói trời ơi ba, cái bà này bà tu cái gì mà tu, không có tu hành gì hết trơn, tu gì mà mập như con heo mà tu. Thành thử ra cái tướng pháp của người tu, của một người nhã nhặn, của một hành giả, thì đâu có thể dung dưỡng cái xác thân mà nó mập ú như là cái lời của anh chồng này nói được. Tu gì mà miệng mồm là cắt môi xỏ mũi, là đủ chuyện hết. Thành thử ra quý vị thấy rõ từ cái tướng pháp của một người tu đến cái tâm pháp thì hoàn toàn nó nghe là trùng khớp với nhau. Tâm bình thì thế giới bình, tâm bình tĩnh được thì phát huệ, tâm không bình thì cái thể xác mấy chục ký thịt nghe lần hồi cũng lên cả 100 ký như thường. Vì cái nhu cầu, cái nhu cầu của cái dục vọng ăn uống, ăn uống cho thoải mái, rồi cái tâm đâu còn giữ được cái thanh tịnh trong sáng nữa. Con người có nhiều bộ phận để mình đưa vào để dinh dưỡng, cần nhất cuộc sống hàng ngày là cái về nghe là phải là cho cái bao tử để ăn vô để no. Rồi đầu óc con người có tâm trí cũng phải lựa những điều hay ý đẹp để đưa vô để cho nó no. Chứ đâu phải là con người mà sống là vì cái bao tử không. Thành thử ra con người chỉ coi cái bao tử là quan trọng, không chủ yếu. Đến cái tâm của mình thì nghĩa là không có chánh kiến. Từ chỗ không có chánh kiến này mà đã xúc phạm tới gia phả của sư Minh Tuệ, đụng chạm tới một nhà sư chân chính được nhiều người yêu mến, thì hôm nay cái hậu quả thì trên cộng đồng mạng cũng reo rắc rất nhiều về cô ni sư Diệu Hân này. Thì hôm nay lòi thêm một vụ nữa rất là mới, là người chồng thứ ba đã khai hết sự việc về tư cách con người của cô ni sư Diệu Hân này. Thì nói cho rõ hơn, trong cái hệ thống Phật giáo thì đâu đó có nghĩa là hiến chương giáo hội, có luật pháp về Phật giáo, có giáo hội quản lý, nhưng mà chưa chắc cái cô ni sư này đã nằm trong cái hệ thống của giáo hội. Nghĩa là chỉ cần cạo đầu, mặc áo lam hoặc áo nhà chùa thì gọi là sư thôi, chứ chưa biết rõ trong hệ thống giấy tờ có chứng nhận hay không. Nhưng mà đối với người chồng này, nói cô sư này là cái dạng ông lên bà xuống, thuộc cái dạng ông lên bà xuống, thuộc về nghĩa là lừa đảo để mà moi tiền những người mê tín dị đoan. Thì đó đâu phải là cái chánh pháp của kẻ tu hành. Trong cái sự tu hành, trong cái sự chánh pháp của nhà Phật thì không có mê tín dị đoan, không có ông lên bà xuống. Người tu hành thật sự không phải là mong để làm thánh làm thần, mong sao mà bỏ được cái tà, chứ không cần cái thánh. Cái đơn giản là chỉ được bỏ đi cái tà kiến, bỏ đi cái tham sân si, bỏ đi những cái là buồn vui, là sân hận, tu để không còn phàm, chứ không phải là tu để còn thánh, để thành thánh. Yêu cầu bỏ đi cái phàm tục của con người, tham ăn, dục uống, tham thực dục đều có hết, cái gì cũng dâm dục, tham dục, thực dục, ẩm dục, tham ăn thực uống, tất cả là đều cái phàm phu tục tử. Thì đối với sắc diện của con cái cô ni sư Diệu Hân này,
Nghĩa là chỉ xa ông chồng này mấy năm là ông chồng này nói bây giờ sao nó mập như con heo đó. Thì rõ ràng quý vị thấy cái pháp tướng, cái người tu hành gì mà vậy. Quý vị nên nhớ, người giác ngộ có được chánh đẳng chánh giác như Đức Phật có 32 tướng tốt và 82 sắc đẹp. Một con người hoàn thiện về nghĩa là thân pháp, khẩu pháp, ý pháp tất cả đều hoàn thiện hết. Còn nghĩa là như anh chồng này vừa nói là con mẹ mà ni sư Diệu Hân này thì nghĩa là cái miệng như bạn hàng tôm, bạn hàng cá, thì quý vị đã nhìn thấy rõ rồi trong cái những clip mà cái ni sư này lên nói chuyện đó. Nghĩa là nào là tham dục sân si đó, coi mình là đại diện của thần thánh chư Phật mười phương đó. Tôi xin nhắc rõ lại, chư Phật mười phương đó, cũng như là cấp chính quyền hiện tại muốn chọn đó, một vị nào coi quản một vùng nào thì người đó cũng phải có tài có đức đó, có đầy đủ trình độ đó, có một sắc diện, một tướng pháp, một âm pháp đó, hay là một ý pháp nào cho hoàn thiện hoàn mỹ đó. Chứ đem con mẹ mà mặc ù lên mà đi đại diện cho mười phương chư Phật mà đại diện cái gì đó. Thành thử ra từ chỗ này ni sư Diệu Hân nghe cái chuyện này cho rõ và phải rút lại những cái tư tưởng sằng quấy đó đi đó. Bởi vì như trong mười cõi mười phương chư Phật đã thành tiên thành Phật thành đại diện rồi, người nào cũng có cái nhan sắc rực rỡ, hào quang chói lòa. Còn cái hào quang của cô là hàng gió đá không à, một loại hào quang là hào quang cái gì đó. Con mắt thì cắt nghe là mí lên trên mí dưới đó. Rồi môi thì xẻ mọng, cái đầu thì trọc lóc mà bị chém thẹo tùm lum. Mà đại diện cái gì mà đại diện đó, tầm bậy tầm bạ không à. Nói ra không sợ người ta cười. Tướng thì mặc ù, chồng nói bây giờ như con heo mà tu hành cái gì đó. Rồi nói vấn đề phòng the của cô dưới nghĩa là anh chồng thứ ba này là ảnh thú thật là chịu cô không nổi đó, xách dép bỏ chạy đó. Nói ra thì tất cả những điều nhục nhã của cô bây giờ đã phơi bày ra là cái hậu quả, cái hậu quả của một người nói những ác ngôn ỷ ngôn để mà bài kích để mà phân biệt, để mà mạt sát những kẻ tu hành chân chánh như siêu minh tuệ thì cái hậu quả nó sẽ kết thúc với cô sẽ còn nhiều nữa. Và trên cộng đồng mạng hiện nay thì những người mà bơi ngược dòng nước đó, thứ nhất đầu tiên như Thích Chân Quang, thứ hai đó, là như là Mật Hạnh đó, thứ ba đó, những Sàm Tăng đó, mà có tính cống cao ngã mạn đó, nói ám chỉ sư Minh Tuệ thế này thế nọ thì từ từ sẽ bị cộng đồng mạng lôi ra hết, và những cái hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp, thân bại danh liệt. Thì từ chỗ đó quý vị nên nhớ, mình sống ở đời cái chuyện phải trái thì có ơn trên, có chư thiên, có thánh thần, có trời Phật người ta biết. Chánh hay tà là cái chuyện của người ta. Quý vị thực sự là người tu hành hay chưa? Nếu biết tu hành thì bỏ đi tham ái, bỏ đi dục vọng, bỏ đi cái bản ngã, cái vô thường, tất cả đều do duyên mà đến, đều do duyên mà đi. Thành thử ra quý vị muốn thành một con người đàng hoàng, quý vị muốn thành một con người đàng hoàng phải phải rèn rũa chính mình trước,
đừng nhìn xã hội để so sánh. Bây giờ nếu quý vị so sánh những chỗ như sư Minh Tuệ là quý vị nên so sánh. Tại sao người ta tu hạnh đầu đà được, ta khổ hạnh được, người ta đi tìm cái không mới đưa lên một cảnh giới là tâm trí an lành, bỏ đi dục vọng, bỏ đi tham muốn mới thành được đạo quả. Còn quý vị là tu để cầu danh cầu lợi, để cầu cho nổi tiếng, thì sẵn đây cũng nói xuyên qua vấn đề các anh em trên cộng đồng mạng xã hội, nhất là các vị trong tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo, tự cho mình là tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo chứ quý vị chưa hẳn là phải là một tín đồ thuần thành của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Quý vị muốn nổi tiếng, cái trình độ, cái trí thức của quý vị nói chuyện thì đớt đát, ngọng lên ngọng xuống, nói chuyện chưa rành nói là quý vị mà nói được tiếng người là mừng cho quý vị rồi, nghe được tiếng người là mừng cho quý vị rồi. Chứ căn bản của quý vị không hiểu gì về Phật Pháp, về lý lẽ cao siêu của những lời Đức Thầy. Đức Thầy đã nói rõ rồi, chuyện người chớ móc chớ moi, phải treo gương coi lấy mình. Cái gương hạnh của người đời quý vị không thấy mà quý vị nghĩa là đem ra những cái để quý vị bôi bác. Bây giờ cái hạnh hiền từ đức hạnh, ăn hiền ở hiền, nói ngay làm thật, thì đó là cái gương hạnh. Cái chuyện là không phải thần thánh mà biến quá thần thánh, rồi người ta cái hạnh tu của người ta không ham của, không ham vật chất, rồi người ta được nổi tiếng, rồi quý vị là cứ đem ra cứ phê phán để mà muốn ngang bằng, để hạ người ta xuống. Quý vị chưa phải là người nổi tiếng. Nếu quý vị là người nổi tiếng, quả may đó là một cái điều là dân gian hồn ta thường nói là hên bia thôi, giò gà qua giấy khỉ. Còn nói một câu có văn vẻ hơn là cái loại đầu óc mọc được ngà, đầu chó mọc được ngà voi thôi. Cũng như mấy con mẹ mà xưng mà nói là Phật giáo Hòa Hảo để mượn kinh giảng của Đức Thầy để chửi người ta mà được nhiều người vô coi, chẳng hiểu người ta là chưa có rành về giáo lý. Nghe quý vị nói là trợn qua trợn lợi, đầu thì bạc hết trơn mà cái mặt thì rõ trắc. Rồi quý vị nói là quý vị nổi tiếng, được người ta coi vô coi đông nói nổi tiếng, chẳng qua hên pizza người ta thấy lạ, người ta coi cái con già này, con đầu bạc này nói cái gì. Rồi bây giờ tự xưng cho mình được nổi tiếng, nổi tiếng cái gì? Chẳng qua là đầu chó mọc được ngà voi thôi chứ nổi tiếng cái gì. Thành tự ra những cái lời nói là phải cho nó rõ ràng, cho nó có lý lẽ, đâu là sự thật. Thành thử ra đừng có xưng mình là tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo, đừng nói tầm bậy tầm bạ nữa. Tôi khẳng định lại, sư Minh Tuệ với Đức Quỳnh giáo chủ là Đức Thầy không có liên quan gì với nhau. Đừng có mà đem vấn đề sư Minh Tuệ là hiện thân của Đức Thầy trở lại, đó là điều tôi khẳng định là quý vị rất tội lỗi. Thành thử ra đối với cái lời tâm sự hôm nay, những người phản biện sư Minh Tuệ là tu theo hạnh đầu đà, tu theo chánh pháp, được nhiều người yêu mến, cái dòng nước đang trôi thì mình phải bơi theo xuôi dòng, bơi ngược dòng là coi chừng bỏ mạng, nghĩa là thân bại danh liệt, rồi từ từ những điểm xấu của quý vị sẽ còn lôi ra nữa. Những người nổi tiếng thì người ta có cái phương diện của người ta. Mình là cái gì? Học hành chưa tới đâu, mới lớp 8 mà khai tiến sĩ là cái gì? Tầm 7 tầm 3 không à, rồi cái hậu quả như thế nào? Phải thật thà đi.
Rõ ràng đi. Đã nghe là mặc áo nhà chùa, cạo đầu trọc lóc, mà đi còn gian dối nữa, rồi ai tin về Phật pháp? Nhà chùa là đại diện cho cái tôn giáo nhà Phật, mà đi gian dối, tất cả đều do cái nghiệp của quý vị, tham muốn dục vọng, tham thực dục, tất cả đều có hết, phải dẹp bỏ để tu hành chín chắn trở lại, mới được bình an. Lời chia sẻ đến đây là hết. Trân trọng kính chào quý vị, kính chúc quý vị một ngày mới thân tâm an lạc, vạn sự như ý.